Cái gì mà đã 10M Hải? 5M là đầu tiên này. Cộng với cả 3C thắng là 3 triệu này. Là 8 triệu rồi, cộng với 2 triệu rưỡi thắng chung cuộc thì là 10 triệu 500 nghìn đồng còn gì nữa anh em. Chào anh em 11 nhé, chào anh em. Chúng ta đến với set đầu thứ tư. Chào anh Phạm Hồng Quang anh nhỉ, lâu anh em. 3-0 về C anh em ơi. Những bài đi dò đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Một bài khép góc 9 giờ. Và ta đang thắng với tỷ số 3-0 về C trước game thủ 98. Và có một cánh rừng cạnh với một bãi vàng luôn, rất là đẹp, và bầy hiêu đây rồi. Cố gắng đưa bầy hiêu này về, ít nhất là 6 con hiêu dành cho bài Maxe của game thủ chim sẻ. Và cái những cái gỗ đầu thì nó đang ở hơi xa anh em ạ. Đưa lùa bầy hiêu về thôi. Cảm ơn anh Quang Văn Trưởng đã gửi sẻ 100 sao nha. Và đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn nhà trợ Đại Chiến Tam Quốc, VTC Mobile đã đem đến series thách đấu quân hùng cho cộng đồng mobile chúng ta vào dịp cuối năm. Đại Chiến Tam Quốc đó là game chiến thuật thả quân hay nhất Việt Nam, chiến thuật thả quân hay nhất hiện nay, và lối chơi tương tự Clash of Clans. Game chiến duy nhất một server liên thông với 20 nước trên toàn thế giới, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ và APEC. Cộng đồng vui, thường xuyên offline gặp gỡ và cố dẫn chi tiết dành cho người mới chơi. Cam kết Đại Chiến Tam Quốc không hút máu người chơi, đặt quyền lợi của người chơi lên số 1. Mình cập đến 1 tháng 1 lần. Anh em thể tải game qua Google Play hoặc App Store với từ khóa Đại Chiến Tam Quốc em nhé. Một lần nữa xin cảm ơn nhà trợ Đại Chiến Tam Quốc VTC Mobile đã đem đến series thách đấu quân hùng cho cộng đồng ngoài chúng ta. Và cùng quay trở lại với trận đấu này của thủ chim sẻ. Bài đang có một bầy hiêu, rừng quanh nhà đang có vẻ khá là khung. Đấy, thủ chim sẻ đang lùa bầy hiêu này về thôi. Rồi, hiêu 6 con nằm tại nhà chính, đẹp luôn. Sát sạt. Ok. Gội thế. Rồi, hiêu về. Làm vòng đi dò lên mặt 12 giờ. Chưa có quả phụ anh em ơi. Cho anh tao là chuẩn mít nhá. Anh có mượn mà méo bao giờ được chào thì em chào anh luôn. Thêm voi. Bài cần bãi quả anh em ơi. Có bấy hiêu bên dưới thôi. Vẫn cần bãi quả phụ nữa là đẹp. Với bài đấu này. Hai rừng gốc cạnh nhà bài khung. Đối đầu với Pan. Đánh thẳng công A với Pan này thì cũng dễ bị ăn công ca lắm này. Quả đầu đã bắt đầu hết rồi. Đây là S nhân đôi để ăn cả gỗ và cả vàng. Nhân 3 luôn. Bú cả sư tử luôn anh em ạ. Hy vọng ở đây là đôi voi. À đây, có voi trên mặt 12 giờ. Ổn rồi. Mày cắn ai? Mày cắn ai? Mày cắn ai? Ôi, quả phụ luôn là đỏ thật. Mắc bèo anh em ơi, mắc bèo. Cầu voi về. Và cắt dần đi để có thể ăn bãi quả đấy từ cái thủ chim sẻ. Với 3 voi, 2 hiêu và 2 quả để có thể ép đời trong trận đấu này. Nhưng mà đồ ăn đang ở hơi xa. Cháy Thanh Tùng nhá, chào anh em. Rồi, đang đưa con voi đầu tiên về vị trí của mình ở trong trận đấu này. Mít em mất chút xíu. Ăn sư tử. Vòi hút một cái và nó sẽ về nhà chính cho mình thôi. Bạn này đánh 26 dân là đẹp. Giải quyết được con voi này. A kẹp Y vô đối cũng được. Đối đầu với Pan. Pan cũng sẽ có cung A. 26 dân thì chim sẻ. Bây giờ phải làm thế nào để đưa được đôi voi này về anh em ạ. Đôi voi này về mới là đầu đầu này. Bình luận tiếng sau hình ấy ơi, anh em có thể thoát ra vào lại nếu như thấy tiếng sau hình em nhé. S2. Đấy, đối voi rất là quan trọng. Phải tập trung để đưa đôi voi này về được anh em ạ. Càng đét luôn. Thải hôm nay được donate nhiều, bình luận hay quá. Em thì không donate em vẫn bình luận như thế anh ơi. Đây con voi đang đưa về. Và con voi kia nó lại quay đầu anh em ạ. 20% đi 98. Bài cũng bình thường cho Pan thôi. BB luôn mặt 12 giờ không. Rồi đây BB đấy gửi thủ chim sẻ đóng sát mép để còn dọn đường đưa con voi thứ 3 về. Chúng ta sẽ phải chờ con voi thứ 3 về tuần này. Giết con voi thứ 2. Và bây giờ sẽ là con voi thứ 3. Chưa thấy lên đời 98. Như vậy bài Pan này không đột biến. Bình thường thôi. Chơi được. Hải có được sơ múi gì trong giải này không? Em có chứ anh. Ngày nào em giải được sơ múi. Bình luận kèo sẻ auto anh em donate rồi. Kiểu gì anh em giả cho mấy đồng. Nước nôi cái kiểu thuốc nước bú đẫy mồm luôn. Con voi thứ 3 được đưa về đến được thủ chim sẻ với bài đấu này.
fan cứng của anh mà chả thấy anh chào em cái nào. Ok, chào fan cứng Chim Sẻ Nắng nha. Hello thành phố, hello em. BM và nhà BA được thiết kế. Con voi được đưa về. Bài kích 11, 28 dân luôn. Nghe kia lại hơi hớ nhỉ, nâng chặt gỗ. Xin cung T và nâng giáp. Ăn vàng. Kéo tân dân này về thôi. Trận này 98 sẽ lại rút kinh nghiệm trận trước là trận này sẽ đi tìm dân ăn hoang của sẻ nhưng mà đen. Trận này sẽ kéo về sớm thôi. Kéo về đi, để ngoài nhà khung này, để ngoài nó chọc chết. Sẻ bảo là 7 thằng ăn quả này mà 98 lao vào chọc thì đập cho nó vêu mồm luôn anh em ơi. Nó đi ăn hiêu. Nó lại về à? Sao bảo để đấy? Nó chọc thì đập cho phê mồm. Như vậy là kéo về anh em ạ. Nó bảo rồi kiểu gì mà kéo về. Em 98 lại đi tìm ra đâm hàng sẽ mất thời gian. Mày không chào thì tao chào mày hải nhé. Chào anh không tên, ok anh ơi. Chào anh Khổng Duy Kiên nhá. Chào anh Phạm Ánh nhá. Chưa thấy giò 98 đến nhà. 98 nó đang làm gì mà 20 dân pan à, đâu bài 20 dân pan thì cũng phải lên đời. Cứ múa gì anh em nhở. Nâng cấp công an một áo hay là nó công ca mặt 12 giờ. À ơ sứ tử ạ, dân đang xin đây rồi. Không thấy 98 chọc giò hay 98 cũng đánh thẳng cung A. À đây bây giờ mới đến rồi thôi em ơi. Quýt vâng BA tiếp theo, BA thứ ba đối đầu với Pan. Với cái việc mà nhận thấy Chim Sẻ Nắng đánh thẳng cung A như này, 98 sẽ xoay sang kẹp cung R. Nhưng cung R của Pan thì nó không đủ sức mạnh để đối đầu với cung A của Maxe. Chào anh Hữu nhá, hello anh em. 8 lên đời cũng được trận đấu này đấy chứ. Rồi bây giờ con giò 98 đang đi tìm ra đơn hoang của sẻ bên ngoài đây này. Rồi nó quay đến rồi, lạc đà đến rồi. À, ngựa chém đến. Ôi trời ơi. Long ca thẳng mồm anh em ơi, đau quá. Bo lại đi. Con ca này nở ra là với tới ngay đấy. Ca nở ra là với tới ngay đấy. Bài 3 đi Chim Sẻ nhưng kẹp lạc đà và ngựa chém với 98. 98 công ca thẳng mồm luôn, không đi dò dân ăn hoa nữa rồi. BA thứ tư chết mất hai cung A bên ngoài, mình chỉ còn hai cung A nữa thôi. Ca chuẩn bị ra rồi. Đóng A thẳng mồm luôn anh em ơi. À đóng ca thẳng mồm luôn. Đau đầu luôn. Đây là lạc đà phía các bạn. Cung A đã hai áo nhưng chưa thể ra được. Ca đã ra rồi. Ây cậu phí tê luôn. Chào đỡ cái này đây. BS đây, ví dụ Chim Sẻ. Ơ, Chim Sẻ không điều cả. Ở đây điều rồi đây. Vẫn thoải mái, vẫn đỡ được em ơi. Đợi gỗ rồi lên làm thêm BS nữa và sát mép bản đồ. Toàn nhà cứng luôn, nên nó xoay lên cơm bãi vàng. Hai cái E đây, ví dụ Chim Sẻ đang tụ cung A ở đây rồi. Một bài đấu công ca đến 98, BA tiếp theo đến Chim Sẻ Nắng. Hai cái A đang bị dã. Vâng, đây này cho nổ hai cái A này vậy. 2k rồi, ui dồi đầu nha. Ôi em ơi. Công ca này thì còn gì là người anh nữa. Vâng, chưa đủ để đủ lực nâng giáp 4 đấy. Rồi nâng cái giáp 4 lên đã. Lạc đà vẫn đang rất đông với 98. Vào đây, nằm xuống luôn. A à, lại bị dã rồi. Thôi với gỗ anh em ạ. Rồi nổ thêm cái A nữa luôn. Còn 2A. Làm sao bây giờ? Hết gỗ anh em ạ. BA tiếp theo đi Chim Sẻ. Cung A đang đưa vào. À xin lỗi nhầm, K đang đưa vào. Chết 1K. Ôi. Rồi chết 1K rồi. Ây ơi. Pan chạy nhanh thế. Rồi giáp 4 lên xong rồi. Mày vào đây. Mày vào đây. Anh nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Mày vào đây. Vâng K này. Ây. Đầu đấy. BA tiếp theo đi Chim Sẻ. Bắn K. Làm 1K nữa. Rồi chết 1K tiếp theo. Vào đây. Mày vào đây. Ô, 10 giờ chưa 10 giờ. Mày vào hết đây. Tạm lại là 43 trên 84 đi thủ Chim Sẻ. Vào đây. Mày vào đây. Mày vào đây. Vâng, ốp ca của 98 luôn tuần này. 98 chỉ còn lại 4 con chém thôi. Nhưng con ca 98 không điều được. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 4 đánh cho thủ Chim Sẻ Nắng ở trong cuộc đấu này. Vâng, điều cung A cho ca của 98 loạn đao phát với cầu tè le luôn anh em ạ. 5 chiến thắng liên tiếp đến từ cái thủ Chim Sẻ Nắng. Xin lỗi, 6 chiến thắng liên tiếp trong buổi tối ngày hôm nay. Và hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 2 ở trong trận đấu này thôi. 98 điều ca theo kiểu loạn đao pháp và chiến thắng đã có. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận thi đấu thứ hai trận đấu thứ tư 1-0 trận đấu này.